tất cả mọi người đã quay trở lại với TV. Khó quá mọi người ạ. Đố mọi người biết đây là con gì? Hải sản gì đây? Hải sản thật to. Ôi, đây là con tu hải nhá mọi người nhá. Mình vừa đặt mua được một ít, 70.000 một cân. Khá là rẻ. Không biết ăn là nó ngon không, nhìn nó cũng khá là hay. Em nhìn cái vòi của nó kiểu gần gần giống kiểu con gì nhỉ? Vòi vòi anh nhỉ? Vòi vòi xé nhỏ anh nhỉ? Ừ. Ui. Nhìn trông cũng ngon lành cái nào ấy mọi người. Hết khói. Gì nhỉ? Hôm nay sẽ làm cái món hải sản nhúng mẻ nhá mọi người nhá. Bây giờ sẽ hấp qua cái con tu hải này đã. Đầu tiên về cảm nhận của mình. Ủa, thôi ăn tước đó. Rửa đi hấp. Rồi tí nữa rửa. Cảm nhận của mình đầu tiên ấy là nó rất là tanh. Tanh lắm. Nó có lưỡi thè lè ra này. Nó khá là tanh. Thế nên là mình sẽ hấp qua xong rồi sẽ nhúng mẻ. Hôm nay sẽ nhúng mẻ với lon bia nhá mọi người nhá. Mình sẽ hấp qua, nhưng mà với tất cả các món hải sản này anh em mình đều thử ăn sống trước đã. Cắt chanh đi. Thử, okay luôn. Thử ăn sống, ăn gỏi xem là nó sẽ ngon không nhá mọi người nhá. Đấy, mình sẽ cắt lấy mấy cái lưỡi này. Mấy cái lưỡi này để thử ăn sống nhá. Rồi, bắt đi. Đây, ăn sống. Với những món hải sản là mình rất thích ăn sống. Ui, thịt nó nhiều phết đấy này, toàn thịt đấy. Nhúng vào chanh. Wow, khói quá. Mình không nghe khói à? Có. Hơi khói khói. Đây, thì tạo ra rồi. Hết khói. Đây. Nhúng vào à, không biết tí nó có đỏ như kiểu tôm với cả các cái món kia không anh nhỉ? Đây, chanh nhá. Nó khá là tanh nhá mọi người nhá. Để em pha nước chấm nhá. Xì dầu mù tạt này. Con này à, chọn mình chọn cái con nào mà cái lưỡi nó to ấy, ăn sống nó mới phê đấy. Đây mà bắt được cái con nó còn đang sống luôn anh nhỉ. Ừ. Xong rồi cắn chắc cũng về đến đây ấy. Thì người ta đã đóng đá mất rồi. Có khi ăn sống nguyên đấy, tức là bắt được cái chén luôn đấy thì chắc là ngon lắm đấy. Dầm á. Dầm nát ra ăn nó mới sốc nó mới sướng mọi người. Chanh to như quả cam. Sống đấy. À đấy, từ từ. Trong lúc đợi để cho cái này lên hấp trước đã nhé mọi người nhé. Mời bút. Rồi. Hấp với cả vài tép xả nhé mọi người nhá. Một tôm. Đấy. Hấp qua đi xong rồi sẽ đem nhúng mẻ. Ui con này to này. Để ăn quả. Ăn quả. Ừ. Đã mở ra lấy cái lưỡi nó thôi mà. Đấy. Lấy luôn cái lưỡi nó thôi. Ok nhá. Đó, con mới cho vào đâu? Con nào? Mày cho vào rồi, không biết con nào. Mày cho vào ấy. Em có cầm đâu mà cho vào. Đồ tội thế này. Đâu, con này con bẩn. Khói quá. Đồ tội tôi rồi đấy. Đó là em cầm đũa em kia ấy. À, thế à? Anh ném vào rồi. Ném vào rồi à? Xem là con mới đây. Thế về... Ở đây là con mới đây, con kéo. Con này là con tôi ra tút. Đây. Nào, mày thử trước hay tao thử trước? Thôi em thử trước. Lần đầu tiên được cái ăn cái con tu hài mà lại còn ăn sống như này mọi người ạ. Đây không biết tu hài gì ấy nhỉ. Tanh không? Không. Không tanh không tanh nữa. Nhưng mà nó cần... Ăn vị nó gần gần giống hàu ấy. Gần giống hàu nhưng ngon không? Ừ. Ngon phết ấy. Mềm. Mềm thịt. Em nghĩ nó phải giòn lắm chứ nhỉ. Nó như kiểu... con chai chai ấy mọi người ạ. Cho chim nó nữa. Xem cái miếng mới này nè. Ngon phết đấy. Ngon mà. Ăn thịt nó nộp. Ăn xuống. Ây, lấy thêm ra chứ. Sợ nó chín mất. Lấy mấy con nữa ra thì ăn. Ngon phết. Khói quá. Ngon lắm mọi người ạ. Đang thử ăn sống thấy khá là ngon, thế nên là mình sẽ lấy thêm. Lấy thêm ra để ăn mọi người ạ, ăn sống. Ngon. Còn món này đá đấy.
chỗ kia nhúng mẻ sao? Đấy này anh ơi, đấy là trắng này đẹp này. Đó. Đấy là trắng đẹp đấy. Okay. Trắng đẹp luôn. Ngon luôn. Đấy, nhiều ra để ăn, ăn sống. Anh em mình khoái ăn sống lắm mọi người ạ. Ăn sống ngon phớt đấy. Giòn. Đó. Cứ lấy nhiều ra, có nhiều mà mọi người. Nó chưa, cái này nó chưa vẫn còn sống nguyên. Chưa bị hấp hơi lên, không sợ. Ăn tái cũng ngon mà. Rồi, được rồi. Dứa vào tao thì ngon mà. Ăn hết con. Luôn ấy. Ui giời. Quay lại mình này. Nhưng mà mình thấy ngon. Ăn nó ruột, ruột. Ok. Rồi, cái này. Cái này nhúng ăn chân. Em thử con này, ngâm từ lúc. Ngâm từ lúc lâu chắc ngon lắm nhỉ. Lúc nãy chấm ít một tạt quá, không đủ độ phê mọi người ạ. Bây giờ mình phải chấm nhiều mới phê được. Nào, cho tiếp vào. Nhúng. Khoái cũng đâm à, không có vị gì đâu. Một tạt này nhạt lắm. Mới à, cái này mới à. Lấy thêm quả chanh nữa đây. Lấy thêm chanh. À, ngon nhá mọi người nhá. Nó không tanh nữa. Cái nhúng chanh mà nó không tanh nữa, nó giòn. Nó giòn giòn đấy. Ăn nó cũng ngọt ngọt. Quả chanh to như quả cam nhưng mà nước thì... có tí nước. À, cũng nhiều nước đấy. Không biết đâu. Anh em mình là rất khoái cái món sống. Mai lại phải làm ít cá hồi Sapa về nhỉ. Cá hồi lấy về còn một cái loại sống đấy đấy á. Xong rồi ăn sướng mọi người. Cá hồi đấy phải tầm độ hai người một con hoặc là mỗi người một con. Ừ, mai tao mày mỗi tao một con. Ok không? Ừ, đang định ăn miếng này. À, ừ, chuyển bên này sang. Đây, miếng này mới, à cũ. Đó. Đó. Đầu gì? Đầu còn lâu mới nói. Hai bát. Ok, sẽ tiếp. Đây. Chà. Coi như là vào rửa nước chanh thôi chứ còn... Ngon. Một tạt này không cay đâu. Thôi đấy. Không cay mà. Chấm tao thêm một tạt vào anh ạ. Từ từ tao làm nốt miếng này đã. Này nhỉ. Nhìn này. Tư. Tao thêm miếng này vào. Từ từ. Tao thêm miếng này vào. Đây là cho tôi một ít thế này. Wow. Ngon đấy. Ngon lắm. Ngon lắm. Phê. Ui phê. Phê. Phê lên. Phê. Quá là điều bình thường thôi. Ai mê những cái vị gọi là mù tạt này. Sướng lắm. Ngon mọi người ạ. Cái món này ăn sống ok đấy. Phê đấy, nhìn cái thịt nó như em cho vào đấy. Thịt nó như con trai trai này. Nào đây. Nữa đi. Thôi. Không việc sao gì. Sao em còn chấm. Không việc gì. Không. Không phải nữa, ngon. Ngon. Đùa, sụp thế nhỉ. Thì cho vào đây tao ăn cho. Ok. Đấy, rồi, ôi giời. Thôi, rồi, thế thôi. Đấy thôi, được rồi, tao tự lấy. Rồi. Ok. Chấm vào. Từ từ. Ăn mày... đúng kiểu Nhật là phải quyết đến đây là trước rồi ạ. Đây này này. Thế gọi là Nhật. Thế bẩn, tay bẩn, lớp tay bẩn. Bẩn xỉu. Tay người ta Nhật nhưng mà người ta Nhật sạch. Mình Nhật nhưng mà Nhật bẩn. Mời mọi người nhá.
À. À. Hậu quay à. Hậu quay à. Hết rét luôn mọi người ạ. Đang mùa hè mà trên mình tự nhiên rét. Chả biết rét đang bân qua rồi mà không biết tiếp tục cái mùa rét này là rét gì nữa, rét nàng gì nữa. Rét nàng hoa. Ngon. Đây ra. Ok nha mọi người nhá. Không biết là ăn sống nó ngon mà nó chín là nó ngon không. Bây giờ chưa có gia vị mình thử trước, thử tí nhỉ. Từ đang khói nghi ngút. Thì em được thử miếng á. Dài lắm. Dài á. Ừ. Cũng ngon. Phải chấm mù tạt chứ. Chấm mù tạt là mới ngon rồi chứ. Ừ. Mời tất cả mọi người nhá. Nó đổ nó ra đã. Ừ. Dài rồi. Hả? Hơi dài đúng không? Dài. Ôi, nó kiểu... Anh như kiểu silicon có vị ạ. Ngon vất nhưng mà dai. Silicon có vị là cái gì? Đấy. Bây giờ sẽ đem làm nó tiếp tục đi nhúng mẻ nhá mọi người nhá. Đây, mình đã thiết kế một cái nồi khá là đặc biệt rồi. Bếp đặc biệt. Đi. Ok nha mọi người nha, đây là bếp của hai anh em mình. Mỗi người sẽ một bếp. À còn đây là nước mẻ mình đã chuẩn bị sẵn để nên làm có để làm nước nước dùng á. Ăn như ăn lẩu luôn. Lẩu nhúng mẻ luôn nè. Đây gọi là hải sản tu hài nhúng mẻ. Tu hài nhúng mẻ. Ngon phết đấy, ăn nó dai, nhá được lâu. Ăn nó đỡ tốn mà nhỉ. Còn cứ cho vắt hết rồi, vắt hết rồi. Ôi. Anh dội làm đấy rồi. Còn nhúng mẻ rồi. Đâu. Vẫn thế, bình thường. Cái kê lại cho nó. Cho nó sủi. Ok nhé mọi người nhá. Bây giờ sẽ sủi sủi rồi. Sẽ thử cái vị xem xem đủ mắm muối chưa. Em chưa sủi. Thế là sủi gần sủi rồi. Bây giờ sẽ bắt đầu nhúng mẻ con tu hài nhá. Ôi, lúc sống thì cái lưỡi nó rất là to nhá, nhưng mà lúc chín thì nó mình thấy nó thành đấy hết rồi. Lúc trồng nó như kiểu lưỡi ngan ấy. Cho vào đây. Nhúng vào mẻ. Có mấy con anh đấy hết rồi. Rút đây, tao rút có khoảng tầm chục con mà mày bảo tao rút hết. Lưỡi nó đây này, lưỡi nó bé. Như kiểu lưỡi ngan luôn rồi ạ. Lưỡi nó bé chứ không phải là mình rút hết. Đấy. Đúng vào. Mọi người thấy quả bếp của anh em mình đặt cấp. Trông như cháo anh nhỉ. Ờ, mẻ mà. Cháo mẻ. Nhúng mẻ. Cháo nào là cháo mẻ. Mẻ là mẻ, cháo là cháo. Mẻ ăn cháo. Cho cháo ăn mẻ, à cho mẻ ăn cháo. Ừ, chua. Chua này thì đúng ý mau đệ, chua lắm. Rồi. Các cái vị chua mới cả kia, chua chát ngon lắm, mà đệ thích. Đắng cay cuộc đời, ôi quên. Để cắt ra lấy ít ớt vào đây mọi người. Ok. Đó. Mày có ăn ớt không? Có, cho em một tí. Tí tí rồi. Rồi. Cay. Ôi, cay gì mà cay. Cho ok nhé mọi người nhá, sủi rồi. Cho em một ít mì chính. Mì chính làm gì nữa? À, của mình thì nó như kiểu là... Úi, thấy chưa? Bốc khói, bốc khói. Sao của em mà chưa sôi nhỉ? Của anh sôi rồi, sủi rồi. Nó sủi lăm tăm thôi, tí nữa này. Từ từ. Nó chưa sủi hẳn, nhưng mà lục bục ở dưới rồi. Nhưng mà chén được rồi. Chén dần được rồi, tại vì cái này hấp đã gần chín rồi mà. Mời mọi người nhá, ăn thử xem con chín với con sống con nào ngon hơn. Nãy ăn không nhúng mẻ thì không ngon đấy. Em cũng sôi rồi. Nhưng mà nhúng mẻ ăn khá là ngon nhá. Nhưng mà mình vẫn khoái ăn sống hơn. Mời mọi người nhá. Sạn nhỉ. Ừ. Sạn lắm. Mổ rồi nhưng mà vẫn sạn. Dài nhỉ. Ăn sống vẫn ngon hơn nhỉ. Đúng không? À, tùy ạ. Tùy gì? Em lại thấy ăn chín như này ngon hơn.
Mình thấy ăn sống ngon hơn, nhưng mà ăn chín này cũng ngon mà. Cũng ngon, nhưng mà hơi sạn. Tại vì ăn chín này nó dai hơn mọi người ạ. Không biết là con này lúc khi nó sống hẳn vừa bắt từ biển lên ấy, xong anh em mình ăn nó sống luôn ấy, nó có giòn không? Nó có dai như lúc chín không? Nếu mà nó dai như thế thì ăn sống ngon hơn. Chín chắc chắn là dai hơn rồi. Ăn cái phần bụng của nó hơi sạn sạn ấy nhỉ? Làm sạch rồi mà vẫn sạn. Cắt bỏ đi, cắt bớt đi. Lúc chín nó sẽ như thế này, lúc sống thì nó dài nhá, lúc chín thì nó co lại hết này. Cái lưỡi, phần lưỡi nó còn bé tí đây này. Đó. Dài. Nó làm nhúng mẻ ngon nào. Rồi. Đó, ai bảo không chửi, chửi xuống chụp đây này. Đó. Chửi xuống sụp nhá. Giống như lẩu cháo ấy. Nhưng mà đây là mẻ nhá mọi người nhá. Đấy. Đấy. Một em. Hai em. Ba em. Ui giời, bốn em. Ngon. Ăn kiểu này nó mới ngon này. Dưới luôn nước xì dầu ngụt tạt lên. Và ăn nó mới đủ miếng được. Ăn từng con một lâu lắm. Em không ăn bê, em không ăn đấy nữa. Em không ăn xì dầu mù tạt nữa, em ăn xì dầu dưa mù tạt riêng. Còn mới phê anh ạ. Ngon. Mấy con này sạch. Không bị sạn, ngon hả? Phải ăn xì dầu dưa mù tạt riêng là mới phê. Chấm đẫm xì dầu nhé. Chấm cơm mù tạt. Ui, nhiều đấy. Bóp nhiều vào. Chỉ thế này thôi. Thế này thôi là được phê rồi. Lấy những cái đầu ăn đỡ sạn. Ui con này to này. Con này mới là con to này. Cắt lấy cái đầu ăn đỡ sạn. Ôi ăn cũng khổ rồi. Đây đây. Một sốc, một tạt sốc xuống. Chết rồi. Nồi của mình lại bị Cho ở đây cho ăn ké. Cả, một khiến. Món này nói chung là món này ngon mọi người. Được. Nếu mà mọi người ăn cái nồi lẩu ăn cơm ấy, nó bắt đầu quánh chén cái này phê đấy, nó bị ngon đấy. So với cái giá thành mà 70.000 đấy. Dạ. Sao của mình nó sủi bao bọc thế này, thế nên là nó sẽ bị nghiêng mọi người.